Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 23 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10 năm 2020. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới Hưng Yên đạt nhiều kết quả đột phá trong chuyển đổi cây trồng. Bà Vũ Thị Thắm, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Ân Thi 3, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Đông Phong bị xử phạt 326 triệu đồng do vi phạm pháp luật về môi trường. Các lực lượng chức năng thu giữ 720 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu. Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai sâu rộng kịp thời theo đúng các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đến nay tỉnh Hưng Yên đã sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10 năm 2020. Vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, đoàn đại biểu đại diện cho Ban chấp hành Ban thường vụ tỉnh Hưng Yên do đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong thường trực tỉnh ủy, thường vụ tỉnh ủy đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến góp ý vào các báo cáo trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Hưng Yên. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đồng ý về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10 năm 2020. Kế thừa những thành quả đã đạt được trong những nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều thống nhất cao với dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên với mục tiêu trọng tâm là phát huy tối đa tiềm năng là tỉnh giáp thủ đô Hà Nội nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc để đưa Hưng Yên có bước phát triển đột phá trong thời gian tới, làm tốt công tác quy hoạch, sử dụng đất, phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút dự án lớn và đầu tư, nông nghiệp phát triển công nghệ cao, nông nghiệp sạch, để Hưng Yên sẽ gắn liền với những thương hiệu lớn từ công nghiệp, đô thị, dịch vụ cho tới nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin giới thiệu những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020-2025. Về mục tiêu tổng quát, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục thực hiện các khâu đột phá Trung ương đề ra, đồng thời đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá. Thực hiện quy hoạch tỉnh, tập trung thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch, ưu tiên dự án quy mô, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách nhà nước. Tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, phát triển hạ tầng số, ưu tiên hạ tầng giao thông và các địa bàn trọng điểm để tạo động lực phát triển. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển giữa các cấp, các ngành, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có uy tín, năng lực nổi trội. Trong 10 năm qua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hưng Yên đã tập trung dồn thửa đổi ruộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả, góp phần nâng giá trị canh tác trung bình toàn tỉnh lên 210 triệu đồng một hecta một năm. Giai đoạn 2017-2020, các huyện, thị xã, thành phố chuyển đổi cơ cấu cây trồng được trên 8.600 ha, nâng tổng số diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng của toàn tỉnh đạt trên 16.400 ha.
Trong đó, nhiều địa phương đã thực hiện chuyển đổi vượt so với kế hoạch như Văn Giang, Kim Động, Tiên Lữ, Khoái Châu. Qua đánh giá thực tế, nhìn chung, mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã phát huy được các lợi thế của tỉnh về khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với trình độ sản xuất thâm canh của nông dân trong tỉnh. Qua đó đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trước đây. Góp phần lớn trong việc nâng cao giá trị sản xuất trên 1 hectare đất canh tác từ trên 173 triệu đồng 1 hectare năm 2017 lên khoảng 210 triệu đồng 1 hectare một năm ở năm 2020. Trong 5 năm qua thì đưa cái thu nhập từ cái việc chuyển đổi so với đất lúa trồng cây lúa là từ 1,5 đến 5 lần. Thì cái diện tích hiện nay huyện đã chuyển đổi được khoảng 1.500 hectare, chủ yếu là các cây ăn quả như là cây cam ở Đồng Thanh, cây chuối thì ở Đức Hợp với Hồng An, thế còn ở Thanh Long ở Vĩnh Xá, hoa cây cảnh thì ở Chính Nghĩa. Một số xã phía bắc của huyện Phù Cừ và xã Đa Lộc huyện Ân Thi chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng vải trứng Hưng Yên cho thu nhập từ 500 đến 700 triệu đồng một hecta một năm. Mô hình chuyển sang nuôi trồng thủy sản kết hợp nuôi thả thủy cầm ở huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Văn Lâm, Mỹ Hảo cho thu nhập 150 đến 200 triệu đồng một hecta. Đến hết năm 2020, diện tích trồng trọt được chứng nhận Việt Gáp đạt trên 1.800 hecta. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, diện tích chuyển đổi trên 4.700 hecta. Với những diện tích đất trồng lúa hiệu quả thấp và trồng cây hàng năm ở ngoài bãi sông Hồng, sông Luộc, trong đó trọng tâm chuyển đổi gắn với phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như cam, quýt, vải, bưởi, hoa cây cảnh, dược liệu. Với điều kiện tự nhiên, khí hậu có nhiều thuận lợi, các huyện, thị xã, thành phố có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn và sự quan tâm của tỉnh, các ngành, các địa phương. Trong những năm tới, nhiều diện tích canh tác kém hiệu quả sẽ được chuyển đổi, góp phần nâng cao đời sống người dân. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, thời gian qua, các địa phương ở huyện Phù Cừ đã rà soát chọn lọc các sản phẩm chủ lực của địa phương mình và nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn để phát triển thành sản phẩm OCOP. Đến nay, huyện Phù Cừ đã có 7 sản phẩm được đánh giá xếp hạng, trong đó có 2 sản phẩm được xếp hạng 3 sao là cam vinh của hợp tác xã Ngũ Phúc và dưa lưới của hợp tác xã An Thịnh Phát. Có 5 sản phẩm được xếp hạng 4 sao là nhãn quả tươi của hợp tác xã Đức Thắng, cam đường canh của hợp tác xã Ngũ Phúc, vải lai chín sớm của hợp tác xã Thắng Lợi và hợp tác xã Minh Tiến, vải trứng của hợp tác xã Quyết Tiến. Việc được xếp hạng sao trong chương trình OCOP cấp tỉnh sẽ nâng giá trị cho các sản phẩm địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Hiện nay, các chủ thể sở hữu sản phẩm OCOP đang thực hiện các biện pháp giữ vững và nâng cao chất lượng, giới thiệu quảng bá sản phẩm tới các thị trường trong và ngoài tỉnh. Những năm gần đây trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Hiện đã có 9 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ. Các doanh nghiệp khoa học công nghệ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dược, vật tư y tế, hóa mỹ phẩm, tiêu biểu là công ty trách nhiệm hữu hạn dược Hanvet, công ty cổ phần Chavaco Hương Yên, công ty cổ phần Hoa Lan. Đây là những đơn vị tích cực trong việc đổi mới và ứng dụng các tiến bộ khoa học tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Theo quy định, một đơn vị được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ phải có sản phẩm nghiên cứu hoặc chuyển giao khoa học công nghệ, doanh thu từ khoa học công nghệ phải đạt tối thiểu 30% tổng doanh thu. Khi đã trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, công ty sẽ được miễn thuế trong 4 năm đầu và miễn 50% thuế trong 9 năm sau, cùng với đó là các hỗ trợ về mặt bằng sản xuất kinh doanh. Với mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, coi đây cũng là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp tập trung triển khai các công trình theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh là không để nguồn vốn xây dựng cơ bản đình trệ, chậm tiến độ công trình. Tập đoàn Thịnh Phát đang thi công nhiều công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, trong đó đa số là gối từ năm trước sang. Với nguồn vốn mỗi công trình từ vài chục tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng, ngoài chủ động nguồn nhân lực tài chính và máy móc thiết bị, thì việc phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế giám sát và đặc biệt là chính quyền địa phương trong việc giải phóng mặt bằng thì mới đảm bảo tiến độ cũng như giải ngân nguồn vốn đã đầu tư vào công trình. Tôi đã tập trung hết các nguồn lực về nhân công, máy móc và triển khai công việc trên hiện trường, tăng ca, tăng kíp. Có những công trình có sản lượng nhưng mà chưa thanh toán được, chúng tôi đã đều phải ứng vốn trước ra để thi công cho nó kịp với tiến độ.
Về tiến độ chung của tỉnh thì Hưng Yên nằm trong những tỉnh giải ngân nhanh so với kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh giao. Tuy nhiên, đến thời điểm này, một số địa phương có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch. Năm 2020, kế hoạch vốn của huyện Yên Mỹ là 27 tỷ đồng, đến nay huyện mới giải ngân được 11 tỷ đồng, đạt 42%. Để khắc phục tình trạng này, các ngành chức năng của huyện đang tích cực đôn đốc nhà thầu địa phương để đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như hoàn thành các thủ tục giải ngân. Ngoài việc đẩy nhanh các cái trình tự, thủ tục pháp lý tiến hành dự án, các cơ quan liên quan cũng đồng thời đẩy nhanh cái công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc tiếp các đơn vị thi công đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện dự án. Qua đó sẽ góp phần hoàn thành cái kế hoạch giải ngân vốn năm 2020. Không có mặt bằng sạch, trong khi các địa phương và ngành chức năng ở huyện xã chưa phối hợp chặt chẽ hoặc chưa quan tâm đến công tác này là nguyên nhân dẫn đến việc thi công bị đình trệ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ bị chậm lại. Trong thời gian gần đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh rất quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư và doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đã có một số hội nghị kiểm điểm ký cam kết để gắn trách nhiệm các bên liên quan, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 năm gắn bó với vai trò là chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Ân Thi 3, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, những năm qua bà Vũ Thị Thắm luôn là người năng động tích cực trong công tác, khởi xướng nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ hội viên nghèo tại địa phương. Với trách nhiệm là chi hội trưởng hội phụ nữ, bà Thắm luôn cố gắng học hỏi sáng tạo trong cách làm, xây dựng nhiều mô hình phù hợp với thực tiễn. Từ năm 2016, bà đã phát động chị em phụ nữ trong thôn xây dựng mô hình hũ gạo tình thương. Nhờ vậy đã có 55 hội viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tiền và gạo, vận động chị em tiết kiệm đóng góp được trên 100 triệu đồng, nâng cấp xây mới mái ấm tình thương. Bà Thắm còn trực tiếp cùng với bà Hiền, hội viên phụ nữ trong thôn, tự nguyện nhận chăm sóc giúp đỡ hai mẹ con bà Nguyễn Thị Tu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tàn tật, sức khỏe yếu. Bà chị hội trưởng đi bao giờ cũng phải gương mẫu, những cái việc gì khó khăn thì mình đương đầu làm, cái sức lực là làm được bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, cố gắng để cho đủ tạo điều kiện cho chi hội để cho mọi người noi theo. Nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ trong thôn, xã, gia đình bà Thắm còn tổ chức dạy nghề may và tạo việc làm cho gần 70 lao động với mức lương trung bình từ 7 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, bà Thắm đã vận động chị em trong thôn hiến được 100 mét đất với số tiền gần 650 triệu đồng để làm đường giao thông, tổ chức trồng chăm sóc các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại các khu dân cư. Đồng chí Vũ Thị Thắm là cũng xác định rõ cái vai trò trách nhiệm của mình, thì là chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cũng được cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn thôn là cũng rất đồng tình ủng hộ về cái công tác của hội cũng như công tác xây dựng nông thôn mới. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, bà Thắm đã tạo được niềm tin trong hội viên và góp phần đưa phong trào phụ nữ thôn Ân Thi 3 có nhiều chuyển biến tích cực. Bà Thắm xứng đáng là một tấm gương tiêu biểu để nhiều chị em học tập và làm theo. Một phòng học thông thường diện tích dao động từ 30 đến 40 mét vuông, nhưng sĩ số lại lên đến 45, 50, thậm chí là 55 học sinh. Việc này không những gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác dạy và học mà còn là một thách thức lớn đặt ra khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới tại một số trường trên địa bàn tỉnh. Con học lớp nào nhỉ? Con có phải lớp chọn không? Con chuyển từ lớp nào sang? Cái mặt bằng của nhà trường về cái trình độ chuyên môn cũng khá là đồng đều. Tuy nhiên thì cũng có những cô có cái ưu tiên hơn. Đấy. Thì phụ huynh cũng có cái sự gửi gắm con em đông hơn. Không có một tấm biển lớp hay danh sách nào nói lên những lớp học này là lớp chọn. Theo đánh giá của nhà trường thì cô giáo chủ nhiệm là người có năng lực chuyên môn tốt. Vì vậy, nhiều phụ huynh có tâm lý muốn con em mình được vào lớp này. Khối lớp 1, trường tiểu học Hiến Nam, thành phố Hưng Yên có 6 lớp, trong khi lớp 1G có sĩ số gần 50 em học sinh, thì ở các lớp 1E, 1C chỉ dao động từ 35 đến 40 học sinh. Tuy hơi đông nhưng mà tôi vẫn chọn các cô giáo, tôi là tin tưởng vào các cô giáo. Bên cạnh sĩ số lớp đông do chọn lớp, thì có một thực tế là nhiều trường học phải dồn lớp học để có thể đủ giáo viên đứng lớp, đủ phòng học.
Nguyên nhân là do tốc độ đô thị hóa nhanh, sự phát triển dân số tự nhiên, dân số cơ học cũng theo đó tăng lên đáng kể. Việc đầu tư xây dựng thêm phòng học không đáp ứng kịp thời, nhất là ở các địa phương có tốc độ phát triển kinh tế, xã hội nhanh như huyện Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên. Thì trong cái mô hình trường học mới đấy, sĩ số tuyệt vời nhất là khoảng 3 năm đến 4 năm học sinh. Nhưng mà vì cái cơ sở vật chất nhà trường nó vẫn chưa đáp ứng được với cái tốc độ phát triển sĩ số học sinh của nhà trường. Nên một số lớp thì vẫn sĩ số còn đông, ảnh hưởng đến cái cách thức tổ chức hoạt động và cái tổ chức theo cái mô hình mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ về việc không tổ chức lớp chọn ở cấp học tiểu học, trung học cơ sở. Quy định về sĩ số lớp học là dưới 35 em học sinh ở bậc học tiểu học và 45 em ở bậc trung học cơ sở. Sở dĩ có quy định như vậy bởi đây là số học sinh lý tưởng để giáo viên có thể dễ dàng quan tâm sát sao đến từng học sinh, dễ dàng tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Những lớp học đông, dù vì bất cứ lý do gì, cũng đều ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học. Đối với giáo viên là khó khăn cho công tác tổ chức giảng dạy, hoạt động nhóm. Đối với học sinh, chính là những áp lực về thành tích trong lớp học mà còn khó khăn trong tiếp thu, nắm bắt kiến thức. Khi mà mình đã là một học sinh của trường chuyên lớp chọn, em làm nhiều bài tập hơn, em làm nhiều đề hơn. Trong lớp là nhiều học sinh thì em sẽ hơi bị ổn. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, mục tiêu chính là thay đổi cách dạy, cách học để phát triển năng lực học sinh. Thế nhưng, một lớp học quá đông thì việc phát triển năng lực cho học trò không phải là việc dễ dàng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên vừa làm xong thủ tục công bố một trường hợp từ Mỹ về đang cách ly tập trung y tế tại cơ sở cách ly số 1 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này người Bình Dương từ Mỹ nhập cảnh ngày 20 tháng 9 và được cách ly tập trung ngay tại cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh, lấy mẫu xét nghiệm ngày 21 tháng 9 có kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân đã được đưa đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh Hà Nội. Ngày 22 tháng 9, tại Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội Thanh niên Hưng Yên hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu năm 2020. Tại ngày hội, các đoàn viên thanh niên được tham gia trải nghiệm những hoạt động như giao lưu tọa đàm với chủ đề rác thải nhựa, hành động của chúng ta, xem phóng sự về tác động của biến đổi khí hậu với môi trường sống của con người, một số mô hình tiêu biểu trong bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, sử dụng một lần, đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, giao lưu văn nghệ. Nhân dịp này, tỉnh đoàn đã trao tặng 2 mô hình phân loại rác thải đầu nguồn cho Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức trao tặng 500 chiếc làn, hộp đựng thức ăn và túi đi chợ thân thiện với môi trường cho người dân tại chợ Đường Cái, xã Trưng Trắc. Qua đó, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần, thay vào đó là sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, góp phần gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định số 2203 ngày 21 tháng 9 xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Đông Phong 326 triệu đồng do vi phạm pháp luật về môi trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Đông Phong ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ chuyên kinh doanh lắp ráp ô tô. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, công ty có 2 lỗi vi phạm là hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh lắp ráp ô tô công suất 7.000 xe một năm mà không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Xả nước thải công nghiệp ra môi trường có 4 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Ngoài xử phạt 326 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Đông Phong phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Thực hiện kế hoạch chuyên đề kiểm tra kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung Thu, chiều ngày 22 tháng 9, Đội Quản lý Thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh đồ chơi Như Việt ở xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Đoàn kiểm tra phát hiện cửa hàng đang bày bán kinh doanh 720 đơn vị sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại do nước ngoài sản xuất, gồm các đồ chơi, câu cá, ô tô bằng nhựa, mặt nạ bằng nhựa, búp bê bằng nhựa. Chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đội quản lý thị trường số 5 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang vừa bắt giữ hai đối tượng là thủ phạm trong hai vụ trộm cắp xe trên địa bàn huyện. Trước đó vào ngày 29 tháng 8, anh Phan Văn Hoan, trọ tại thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, bị kẻ gian lấy trộm mất chiếc Honda Eblade màu đen. Ngày 6 tháng 9, chị Phó Thị Giang Thanh để xe máy điện nhãn hiệu X-Men ở sân nhà anh Hà Duy Trường ở xã Tân Tiến cũng bị trộm cắp. Ngay sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Văn Giang đã điều tra làm rõ thủ phạm lấy xe máy của anh Hoan là Lương Xuân Nam, sinh năm 1994, trú tại xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đối tượng lấy xe máy điện của chị Thanh là Nguyễn Văn Tới, thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiến. Hiện Công an huyện Văn Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Xuân Nam và Nguyễn Văn Tới về tội trộm cắp tài sản, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.